Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Hoàng Quốc Việt. Theo thẳng hướng camera này, chúng ta sẽ đi về Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Và nơi đây là rìa của khu vực Phú Mỹ Hưng, ven Phú Mỹ Hưng. Theo hướng này chúng ta là đi về Nhà Bè nè. Và nếu chúng ta quẹo phải đường Huỳnh Tấn Phát này, mình sẽ đi về khu công nghiệp quận 7, rồi khu chế xuất quận 7, rồi cầu Tân Thuận, đi về quận 4 đó, và tới cầu Phú Mỹ nữa đó. Và mình thẳng con đường Hoàng Quốc Việt này, chúng ta sẽ đi vô trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và hôm nay nhân một cái chuyến đi công việc bên Phú Mỹ Hưng này, thì em mời cô chú anh chị cùng thưởng lãm một số khung cảnh ở khu vực Phú Mỹ Hưng này ha. Tại vì em đi thấy cung đường này rất là đẹp, mát mẻ, cây cối sạch sẽ, đường xá sạch sẽ, cây xanh bóng mát, nhà cửa hiện đại. Rồi sẵn chia sẻ một số hình ảnh ở khu vực Phú Mỹ Hưng, khu nhà giàu, khu triệu đô, để các anh chị và bạn có dịp mình cùng nhìn ngắm về Sài Gòn ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đi thẳng con đường Hoàng Quốc Việt này. Đây là giao lộ Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Tấn Phát. Con đường này rất là mát nè. Ông ta thấy mát ghê chưa? Cây cối ba hàng cây, một hàng ở giữa, hai hàng hai bên. Con đường này có hai làn xe lớn, mỗi làn xe có hai làn xe nhỏ. Và thẳng con đường này chúng ta sẽ đến đường Nguyễn Lương Bằng. Con đường Nguyễn Lương Bằng là con đường nằm ở trung tâm Phú Mỹ Hưng. Và khu vực này, khu đô thị này rất là đẹp, khu đô thị đầu tiên ở Sài Gòn, khu đô thị 5 sao đầu tiên ở Sài Gòn. À, bây giờ thì có rất nhiều khu đô thị khác rồi, nên thành ra chúng ta cùng xem và cảm nhận cái khu này so với những khu khác như thế nào. Và khu này so với khu Vinhome thì khu Vinhome mới ra sau này, và khu này mới đã hình thành rất là lâu rồi, nên mình nhìn thấy cây cối rồi sinh thái ở đây rất là đầy đủ, rất là tiện nghi. Ở đây đa phần là công ty, rồi đa phần là công ty xây dựng không à. Mà các chủ hộ đây đa phần là các ông chủ lớn, các ông chủ bà chủ của các công ty lớn. Đây là giao lộ Nguyễn Lương Bằng. Theo hướng bên trái chúng ta sẽ đi về Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Và trước mặt ta có một cái building đang trong quá trình hoàn thiện. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải đi ha. Quẹo phải mình sẽ đi một vòng cái khu đô thị này. Con đường này cũng rất là mát nè. Nay cuối tuần em dẫn bà con đi dạo một vòng ở Phú Mỹ Hưng ngắm cảnh ha. Con đường rất là đẹp, rất là mát mẻ, cây xanh bóng mát. Bên phải chúng ta đó là những cái khu căn hộ, lốc chung cư. Đây rất là nhiều tháp chung cư. Và mình nhìn thấy cây dòng kênh con rạch. Thì ngày xưa quận 7 này là một phần của Nhà Bè tách ra, nên ở đây có rất là nhiều kênh rạch. Nhưng mà kênh rạch ngày nay thì cũng đã không còn nhiều nữa, lấp bớt rồi, ta lấp bớt để thành đô thị quá hết rồi. À,
mình thấy những cái nóc chung cư đây đang đang xây dựng nè. Ở đây toàn là xe hơi không à. Và buổi tối người ta có thể đậu xe hơi ở trước cửa nhà mình, giống như là ở ở nước ngoài vậy đó. Còn ở quận nhất thì không được ha, tại vì trong quận nhất thì đất đất chật, nên thành ra xe cộ phải xuống hầm hoặc là vô nhà hết. Mình nhìn thấy ở đây cái mỹ quan ở đây rất là đẹp, đặc biệt ở đây không khí rất là trong lành, cây xanh bóng mát, và đặc biệt ở đây rất là nhiều người nước ngoài định cư ở đây. Đó, chúng ta nhìn hai bên quá trời cao ốc luôn. Mình thấy khác với khung cảnh ở trong Sài Gòn, khác khung cảnh ở trong quận 1, quận 2, quận 3 rồi. Tại vì ở đây được quy hoạch theo một cái kiến trúc chung tổng thể, nên mình nhìn không nhìn thấy dây điện, rồi cũng không có những hàng rong, rồi những cái nói chung là xe đẩy bán hàng rong, những cái chỗ bán nước tạm, mà mình nhìn thấy đó là khu đô thị rất là sang như ở nước ngoài vậy đó. Bên cánh trái mình thì có rất là nhiều chung cư, ở đây chung cư cũng rất là đắt giá, và cái quỹ đất bên Phú Mỹ Hưng này cũng không còn nhiều, quy hoạch cũng sắp full rồi. Và chúng ta thẳng con đường này là mình sẽ ra cầu Phú Mỹ nè, cầu Phú Mỹ bên cánh phải, và cánh trái là trung tâm của Phú Mỹ Hưng. Một xíu nữa mình sẽ đi vô cung đường khác ha, để mình xem cái bên trong khu đô thị nội ô nó như thế nào. Và chúng ta đợi đèn đỏ chút xíu nha. Cái khu này rất là lớn, rất là rộng, nên thật ra nếu mà đi bộ thì không có thích hợp cho lắm. Thì đi bộ thì các anh chị các bạn không có nhìn thấy bao quát tổng thể cái khu vực nào, khu vực Phú Mỹ Hưng này, và chỉ nhìn thấy vỏn vẹn vài hình ảnh, giống như hôm qua chúng ta đi đó, về đêm ở khu Reason Mall thôi. Còn bây giờ chúng ta chạy xe máy để đi một vòng cái khu này. Nói đi một vòng chứ cũng không có giáp được đâu các anh chị các bạn. Mình chỉ đi những cái đặc trưng thôi, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Cuối đường này là siêu thị Reason Mall, hôm qua chúng ta xem đó. Trong siêu thị đó cũng có rất là nhiều đồ hiệu, rồi nhà hàng ăn uống, khu vui chơi trẻ em, rồi nơi tập thể dục, hồ Bán Nguyệt, rồi nói chung là khu giống như khu phức hợp vậy. Mình sống ở đây thì nói chung sướng, mà điều kiện là phải có tiền, thì có tiền thì mới sướng được. Chúng ta đang đi ở đây thì cũng có trường học, trường Nam Sài Gòn, rồi bệnh viện Pháp Việt. Rồi đặc biệt khu này có rất là nhiều camera, camera ở đây có khắp mọi nơi, như ví dụ như chúng ta đi ngoài đường mà gặp sự cố gì, hoặc là chúng ta vi phạm luật lệ gì đó, thì sẽ camera sẽ phát hiện và gửi thư báo về chúng ta. Ở đây đang khai trương cái văn phòng công ty bất động sản. Ở đây ngoài tên đường tiếng Việt thì có tên tiếng Anh nữa, Raymond, tên tiếng Pháp chứ. Ta thấy mát quá trời mát, mà không có cung đường nào có ở
quận nhất. Ngay cả đường Trần Hưng Đạo cũng không bằng luôn. Này cây đó thì cây lớn mà nó lưa thưa. Ở đây thì cây đều hết. Bây giờ mình sẽ kiếm đường mình quẹo trái ha. Và đường này là đường Nguyễn Lương Bằng nha. Và trước mặt chúng ta đó là đường Tân Trào. Mình sẽ quẹo vòng trong cái khu đô thị này xem sao. Để xem cái khung cảnh ở nơi đây và cái sinh hoạt ở đây. Nhìn chung thì mình thấy không thấy chợ. Sẽ quẹo trái nha. Trái để đi vô ngang cái khu này. Ở đây thì không có chợ trời, không có nhóm chợ như ở mấy các quận khác. Ở đây đa phần là mình sống theo kiểu Tây đó. Và đây là đường số 8 và đường D. Ở đây là những cái lốc mà căn hộ thôi. Ta sẽ quẹo ra trở lại. Ở đây nếu mình đi chợ là đi siêu thị thôi. Nếu mà ở chung cư thì có thể là mua đồ dự trữ. Tại vì đi lên đi xuống mất tiền. Nếu mà các anh chị sống ở nước ngoài quen, mình về đây mình sống rất là thoải mái nè. Còn nếu các anh chị sống ở nhà phố rồi quen rồi nhà, thì chúng ta ở đây cảm thấy không quen, tại vì không có chợ, không có hàng xóm. Ở đây đường này đang làm. Ở đây luôn xây dựng, luôn thay đổi. Mình ra lại con đường Nguyễn Lương Bằng là con trục đường chính đó. Khu này đang làm lại bất động sản, thiết bị văn phòng, trung tâm hội chợ, triển lãm. Chúng ta sẽ đi qua bên kia đại lộ Nguyễn Văn Linh. Nếu mình quẹo phải thì ra cầu Phú Mỹ nè, quẹo trái thì ra quốc lộ 1 về miền Tây nè. Cũng giống như ở trung tâm Sài Gòn vậy đó, cũng có một cái đại lộ lớn bên quận 1 là đại lộ Võ Văn Kiệt, còn bên đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Và chúng ta sẽ đi bên kia, mình sẽ quẹo vô cái khu Triệu Đô bên kia nữa ha, cũng khu phường Phú Mỹ Hưng luôn. Phú Mỹ Hưng và khu bên đó rất là mới, rất là đẹp, bởi vì khu đó mới hoàn thiện xong đó. Ở đây có cái hãng showroom của hãng xe mô tô Harley Davidson ngay góc đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái đi vô cái khu bên kia mát mẻ lắm. Nhìn thấy bệnh viện quốc tế nè, bệnh viện 5 sao. Bệnh viện Pháp Việt. Mình sẽ quẹo trái đường Nguyễn Đồng Chí. Đường này có tên là đường Nguyễn Đồng Chí. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ, mình cứ thấy trống xe là mình quẹo thôi. Và con đường này, khu vực này bên cánh phải rất là mát mẻ này. Và bên cánh trái là bệnh viện Pháp Việt. Một cái bệnh viện rất là đẹp ở quận 7 này. Bệnh viện Tâm Đức nữa, bệnh viện Tâm Đức kế bên bệnh viện Pháp Việt. Bệnh viện Tim
này chúng ta sẽ đến cái phía sau của cái khu siêu thị Vivo City. Và bên cánh phải thì là cái hình ảnh của cái bãi cỏ họ đang trồng, đang hoàn thiện cái bãi cỏ này. Chiều chiều tối tối mình ra đây tập thể dục rất là mát. Hôm qua thì các anh chị và bạn đã thấy những hình ảnh về đêm ở khu vực Phú Mỹ Hưng này, và bây giờ mình dạo quanh khu vực này ban ngày ha. Chính vì cái sự rộng lớn của nó nên em sẽ dẫn anh chị mình đi bằng xe máy để mình nhìn thấy nó bao quát hơn, rộng quát hơn. Và ở đây cũng có sân tennis, sân golf, rồi biệt thự, rồi căn hộ rất là nhiều, rất là đầy đủ. Và chúng ta trước mặt ta đó là cây cầu Cá Trê. Đây là giao lộ Tôn Dật Tiên nè, cuối đường này là Racing Mall Tôn Dật Tiên. Ô, cầu ông Tiêu 3 chứ không phải cầu Cá Trê. Xin lỗi các anh chị em nhầm. Khu bên đây mình nhìn thấy không có sợi dây điện nào hết ha. Ta phải quẹo trái nha, quẹo trái để đi vô cái khu rất là đẹp nè. Bên phải chúng ta đó là những cái công ty. Công ty xây theo kiểu phức hợp đó. Có nhà ở cho công nhân, rồi có hồ bơi, rồi có nói chung là phòng làm việc theo kiểu 5 sao đó. Ta sẽ quẹo phải nha. Và đây là trường học. Trường ở đây cũng rất là đẹp, trường tiểu học Hoàng Gia. Ở bên đây thì cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp. Đồng nghĩa với rất là nhiều tiền. Nên đa phần ở bên đây chủ nhà là các ông chủ, bà chủ, các ngôi sao điện ảnh. Và đặc biệt khu này người Hàn sống rất là nhiều ở đây. Và các biển hiệu ở đây chúng ta thấy đa phần là tiếng Hàn, Gakio, La Fortuna, Contabel, rất là nhiều luôn. Đó, xe chở đồ ăn của Hàn Quốc nè. Cung đường này là có tên là đường số 40. Đường số 40, cung đường có rất là nhiều nhà hàng, ở nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc ở bên khu Phú Mỹ Hưng này. Và ta chạy thẳng bên kia nè. Và chắc hành trình ngày hôm nay chắc tạm dừng tại cung đường này, vì thời gian cũng đã dài rồi. Số hình ảnh ở khu vực Phú Mỹ Hưng gửi bà con cô bác chúng ta xem và cảm nhận được cái sinh thái ở đây và khung cảnh ở đây. Để có dịp chúng ta sẽ về Việt Nam và qua đây có thể tham quan, mua sắm, ăn uống. Ngoài khu vực quận nhất thì cũng còn có quận 7 ha. Đặc biệt con đường này là đường số 40. Có rất là nhiều nhà hàng của Hàn Quốc, làm theo phong cách Hàn Quốc. Và đường này đường cao Triều Phát.
mã đường số 40 thì nói liền là Cao Triều Phát, và chúng ta sẽ quẹo trái con đường, để em xem coi đường này tên gì nha, để thường đi không chứ không để ý tên đường cho nên là đang không nhớ. Và đường đây rất là ngắn, đường đây là Phạm Văn Nghị, đường Phạm Văn Nghị có rất là nhiều chung cư và nhà hàng ăn uống, siêu thị. Khu này là nói chung là trung tâm của Phú Mỹ Hưng nè, trung tâm mua sắm sầm uất nhất ở Phú Mỹ Hưng, đường Phạm Văn Nghị. Và camera đây rất là nhiều, rất là an ninh. Mình nhìn thấy những du khách nước ngoài rất là nhiều ở đây. Đó, và có người nước ngoài họ ở đây biết là họ chạy xe máy cũng rất là rành luôn. Sống đậu quen đó. Rồi, trong video tới đây em xin tạm dừng và cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Sau hàng loạt video này chắc có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới quê, và ngày Chủ nhật em có một cái chuyến đi về quê, và nhân đây em mời bà con cô bác cùng đi về quê với em ha, để mình đổi không khí, đổi cái khung cảnh, nhân tiện đó cho bạn đồng nhỏ về chơi với ông nội bà nội, về thăm quê hương và xem vài con cá con gà con vịt cho lạ mắt, để bạn đồng nhỏ biết thiên nhiên, để biết cây cối. Rồi, nhân dịp đó mời bà con mình cùng đi chơi luôn nha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.